Ok, và hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là King of Craft nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ, nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go. Ok, mình sẽ hôm nay mua thêm một con cua mới anh em ạ. Đây, mình còn thiếu con gì nhở? Thiếu con cua mantis đấy, thiếu con cua alien crab, thiếu con mega ray là con coconut này anh em ạ. Cua dừa khá là đẹp, mình sẽ mua con cua dừa này nhé. Nó đang bán với giá khá là rẻ, với giá 110 ngọc trai, mình sẽ mua luôn nhé. Ok, buy now, đẹp phết anh em ạ, mega sale. Hôm qua có một con cua đẹp hơn cơ, nó con cua island cơ, nhưng mà chưa kịp mua thì nó đã bán mất rồi. Cuộc đời nó nhỏ thôi rồi luôn anh em ạ. Trời ơi, ok. Nào và chúng ta sẽ edit con cua nhé. On craft, chúng ta sẽ chọn con cua mới là con này. Đó, rồi và chúng ta hiện tại là chưa có bất kỳ một cái gì nâng cấp cho nó cả, nên nó khá là yếu. Mình sẽ lấy cái mũ mạnh nhất cho nó thôi. Cũng không có mũ gì mạnh hơn mũ này đâu. Mũ này mũ mạnh nhất rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi friendly đi. Chơi đỡ phải giết người, đi tìm kho báu các kiểu vui hơn. Chơi kia khó lắm anh em ạ. Chúng ta kiểu cần phải luyện tập, phải cày cuốc mấy con cua nó lên cấp độ mạnh ý, max cấp ấy thì nó mới khỏe được. Dùng cái này, dùng cái này, dùng cái này. Dùng cái nào nhỉ? Cái nào bây giờ, double coin này. Rồi ok, chúng ta chỉ đi. Ôi, đêm màn mới anh em ạ, chúng ta đi ăn cá này. Oh, wow. Friendly là sao? Mình còn bé tí nên đừng có đánh nhau anh em nhá. Đừng đánh nhau làm cái gì. Oh, đánh nhau anh em ơi. Trời ơi, tự nhiên friendly là không đánh nhau được hay sao ấy nhỉ? Thì chắc là không đánh nhau được đâu, chúng ta chỉ ăn cá thôi anh em ạ. Xem nào, ăn nhiều nhất là cái thắng thôi mà, phải không nhỉ? Thì cái chế độ này nó không phải là quá ngon lắm. Theo như mình đoán cảm giác, ô có một cái hòm tít tít xa kìa. Cua dừa, không biết có ai đánh cua dừa không? Tại vì mình thấy nó cũng khá là đẹp. Xem có đánh nhau được không thì biết ngay. Nhỉ? Có nhau không? Đánh nhau được đâu? What the fuck? Thôi, chạy. Chúa chỉ đánh nhau với những cái con cua khác thôi nha anh em. Đấy, có nghĩa là yên bình anh em ạ. Chế độ friendly, chế độ thân thiện. Ok, lấy vàng. Ui, một tổ cua đấy anh em. Ui, chạy. Má ơi, cái con cua to lắm anh em ạ. Ăn luôn. Cái này chúng ta sẽ cần tăng kích thước dần dần lên thôi anh em. Chứ không cần phải lo là chết anh em nhá. Chỉ sợ những con ở ngoài thiên nhiên thôi. Sợ mấy con ngoài thiên nhiên thôi. Chuyến. Ok, và tập chơi ở đây cũng được. Đây cũng kiểu là một cái nơi để luyện tập anh em. Luyện tập trước khi đi đánh nhau ấy, khá là hợp lý. Combo. Kích thước mình đang tăng dần lên anh em ơi. Chiến nào bạn ơi. Có hòm. Còn này nó còn đi, nó còn đập cái của mình nữa chứ. Phải đạn, mình sao mình nhanh thế nhở. Ui, có con boss gì đó kìa anh em. Cá mập. Có một con boss gì đó kìa. Kinh lắm. Đây này, đấy rồi. Đây, cái này đấu boss anh em ạ, cái này đấu boss, cái này tập trung đấu boss. My god, chạy thôi. 2500 vàng. Cái này để cày quốc, ui, hòm này. Ui, chúng ta to hơn đấy anh em ạ, cầm quả chùy đẹp đấy anh em. Cái này không đánh nhau được nên cũng không vấn đề gì cả. Rồi.
đẩy đẩy cái bíp mà đẩy nhá các bạn ơi. Chúng ta đứng thứ 20 rồi, đây chỉ có ăn nhiều nhất có thể và thắng thôi, khá đơn giản. Đây. Ơ, sao mấy con này tôi không đấm được vậy? Cùng loại à? Hình như cùng loài hay sao hay như thế nào đấy. Phía này có một cái hòm này, tự nhiên là nhận được cái báu vật rất là đẹp luôn anh em ạ. Cái này còn 3 phát nữa thôi. Cái này nó còn hồi chứ anh em ạ, cái này nó còn sửa chữa cơ, khá là bá đạo. Có quả búa để đấm sướng thật sự ơi. Ôi nhưng mà không sửa chữa nhỉ. Sửa chữa kiểu gì, nó không cho sửa rồi, đố cho sửa luôn. Ở đây là có mấy cái hòm này, chứa đó bạn ơi. Tôi bây giờ tôi thành bé tí á, bây giờ tôi sẽ thành bé tí này. Lấy cái gậy đập bóng chày gái nhờ. Nào chiến đấu. Làm sao nó có đập được mình. Úi dồi, kia có cái hòm kìa anh em ơi. Chúng ta cứ tập trung lấy hòm thôi. Còn mọi thứ sẽ tính sau. Cua gì đây? Con mới à? Cua cái gì nhỉ? Jesty anh em ạ. Cua Jesty, có vài loại cua mới trong cái này. Chúng ta đứng thứ 14. Chỉ cần ăn nhanh thôi, ăn nhiều thôi là xong. Ok, có con gì nhỉ? Con cá đuối hay con gì đó kìa. Vãi đạn luôn ạ. Đây là cùng đồng bọn này anh em cho lên được cái level 12 rồi. Khá là ghế rồi chứ nhờ. Hiện tại tôi đang level 12 rồi anh em. Có skill thì cứ dùng thôi, sẽ tăng cường cái sức mạnh của chúng ta lên thôi. Tăng cường sức mạnh của mình lên thôi. Như kiểu mình là khóa điên anh em, kiểu dạng như thế. Khá là đơn giản. Cái chế độ này khá là nhàn anh em nhỉ. Cầm đinh ba à. Cầm đinh ba mà tao sợ à cưng. Chỗ này hình như là không có cua rồi. Mấy con này nó có mấy cái đồ hay phết. Chiến đây. Let's go vào đây. Ui tôi còn bắn súng được ạ. Phê à. Bắt phải lấy lại cái này rồi anh em ơi. Tôi nhặt được khẩu súng ở đây rồi, cái khiêng ấy. Súng và khiêng nhưng mà nó có quan trọng hay không? Ok, như nhau cả anh em ạ. Cái này đấm khá thích nhưng mà nó hết nhanh quá. Đưa cái gậy đây, đưa cái gậy bánh ống chày đây. Đấy, tôi còn đến tận 13 cái gậy bóng chày cơ. Hiện tại mình vẫn đang ở đứng top 15 mà. Làm thế nào mà có thể để lên được top top 1 nhỉ? Rồi ok, tập trung vào con này. Đá mập, úi xồi ôi. Chúng ta lại lên top 12 rồi. Sau khi ăn xong con kia nó rất là nhiều thứ. Nhưng vấn đề là
Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Mà sao nó chết đâu ra này? Lý do sao chết vậy? Mình vẫn chỉ top 12 thôi anh em ạ. Chưa lên được. Ui nhưng mà cái này kiếm nhiều vàng lắm ấy. Anh em thấy không? Cái này kiếm rất rất nhiều vàng luôn. Khả năng ăn của chúng ta khá tốt đấy chứ nhỉ. Wow, lắm cua con này. Rồi vàng này, ủa vàng nhiều lắm anh em ạ, vàng đang 160 mấy vàng ấy. Nhưng đánh này không vui, phải đánh ở cái chế độ kia cơ thì mới hay được. Nên mình thử chế độ này xem như thế nào. Hay à, mình cũng to phết anh em ạ, cho lên kích thước cực to luôn rồi, top 10 anh em ạ. Top 10 rồi. Wow, con dao thái thịt, dao thái thịt. Ra thái thịt. À, đánh đẩy ngã mình em ạ. Đẩy ngã ai? Làm nào lên lớp top 9 đây? Xuống. Chúng ta có súng anh em ạ, ta có súng nhá. Top 9 anh em. Nếu cứ đánh thì sẽ được lên top 10 thôi. Nhưng mà mình không có nhiều thời gian để đánh lên thế. Ui xồi ôi. Xồi ôi. Lao vào giữa kẻ địch và bắn thôi. Mình là người giết thì mình dĩ nhiên sẽ được đồ rồi. Ui xồi ôi. Nhưng mà mình thích cái này hơn anh em ạ. Vẫn thích cái súng hơn. Súng nó rất là bá. Súng rồi, bá chưa? Súng shotgun anh em ạ. Bắn cái là chết. Cho khẩu súng này. Chú A đứng top 6 rồi. Khẩu súng bắn được một tí à. Vừa lên top 6 lại bị xuống top 7 rồi. Vừa mới xuống top 6 ra to dã man luôn. Top 1 thì chắc là không thể đâu anh em ạ, nhờ. Mình đoán là sẽ không thể đâu. Cái này xem ai giết được nhiều con hơn người thắng thôi. Người đây gọi là top thôi, đứng top thôi. Chứ cũng khá hay, tại vì nó phải đỡ phải đánh nhau ấy. Đỡ chết. Đánh nhau kia cũng thích, cũng vui hơn. Thì nó có nhiều cái thử thách hơn đấy. Cái này thì nó nhàn quá. Con này nó động cái là chết anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.